Dòng Oppo Reno 10 đang được Oppo chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản là Oppo Reno 10 5G và Oppo Reno 10 Pro 5G. Mẫu điện thoại Oppo Reno 10 5G được mong chờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ với nhiều công nghệ mới. Oppo Reno 10 5G tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm là 9,9 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM cộng 128GB ROM và 10,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 8GB cộng 256GB ROM. Oppo Reno 10 5G, khả năng được trang bị màn hình OLED 6.74 inch, cho độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz, chạy chip Diamond City 7050 đi kèm RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Như nguồn tin động đoán Oppo Reno 10 5G sở hữu hệ thống 3 camera sau, gồm camera chính 64 mp camera góc siêu rộng 8 mp và camera tele 32 mp ở mặt trước, máy có camera selfie 32 mp Oppo Reno 10 5G cũng dự kiến sở hữu viên pin dung lượng lớn tới 5.000 ampe, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperVox 67W và chạy trên hệ điều hành Android 13 với giao diện ColorOS mới nhất. Với những ưu điểm trên, Oppo Reno 10 5G hứa hẹn sẽ là sản phẩm mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị, cùng với các thiết kế đặc biệt ấn tượng phù hợp với người sử dụng.